Ngày hôm qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận hai hộp thực phẩm chức năng dầu cá omega 3 từ người tiêu dùng cung cấp, phản ánh có hiện tượng ăn mòn kỳ lạ. Qua kiểm tra ban đầu, hai hộp dầu cá omega 3 này có nhãn mác xuất xứ từ Trung Quốc. Lượng dầu cá lấy từ hai hộp omega 3 này khi được thử nghiệm trên miếng xốp thì có hiện tượng ăn mòn. Khi tiến hành thử nghiệm hai hộp omega 3 có nhãn mác xuất xứ từ Trung Quốc do người dân cung cấp và sản phẩm omega 3 được sản xuất từ Mỹ trên cùng một miếng xốp trắng. Trong vòng chưa tới 10 phút, sản phẩm omega 3 có nhãn mác sản xuất từ Trung Quốc có hiện tượng ăn mòn và gây thủng miếng xốp. Còn sản phẩm omega 3 có nguồn gốc từ Mỹ thì không có phản ứng. Khi cắt cái thuốc này ra thì nó sẽ làm thủng luôn cả một cái một miếng mốt bằng điển những cái sản phẩm như vậy, thì xác thấy rằng là cái tính chất của nó, cái hóa chất của nó trong những cái omega 3 này nó không có tác dụng đó, thì chỉ cục thấy rằng là đây là một cái điều thực mà thời gian rất là nhanh, chỉ trong vòng 5 đến 7 phút là nó có thể nó làm thủng được, nó làm xóa mòn đi cái tâm điển để mình làm thử nghiệm. Trên bao bì, hai hộp omega do người dân cung cấp có ghi là thực phẩm chức năng viên dầu cá omega 3 được sản xuất tại Trung Quốc do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngôi sao Việt tại Hà Nội nhập khẩu và phân phối. Tuy nhiên, sau khi liên hệ với Cục An toàn Thực phẩm để xác minh thông tin, thì số đăng ký trên hai hộp omega 3 không khớp với số đăng ký của Công ty Ngôi sao Việt với Cục An toàn Thực phẩm. Thêm một cái nữa là ở trong cái sản phẩm omega thường có những cái sản phẩm ngoại nhập á, thì người ta phải có một cái tem phụ, rồi cái thứ hai để chứng minh rằng là cái cơ sở, cái nơi mà để nhập nó vô, cũng như là tất cả những cái mã vạch trên cái lọ thuốc thì hoàn toàn ở đây là nó không có. Hiện tại cái này thì Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, bây giờ truy xuất cái nguồn gốc là không biết là cái sản phẩm này nó được dùng bao nhiêu lâu rồi, nó tiêu thụ như thế nào. Hiện nay, trên thị trường có bán rất nhiều loại thực phẩm chức năng omega 3. Tuy nhiên, xuất hiện khá nhiều sản phẩm omega 3 có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục làm rõ hiện tượng ăn mòn kỳ lạ này trên hai hộp thực phẩm chức năng omega 3 để kịp thời thông tin đến người tiêu dùng.